Con nay quy y đức Phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quanh như này nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thăng và khỏi núi cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trì tu tập phương tiện thành bậc tối thắng này con nay quy y quan thế âm bồ tát đức đại thế Chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập bình minh thời gian ngày 19 tháng 11 năm 2010 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cương tập 199 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 200 ba mươi tám hàng sau cùng tiếp theo bên dưới là nguyện thứ năm thân không sai biệt chúng ta đọc đoạn nguyên văn này đoan chảnh tềm khiết tất động nhất loại như hình mạo sai biệt Hữu hảo xú giả Bất thụ tranh gia Nguyện văn Của nguyện này Chính là nguyện thân không sai biệt Nguyện rằng Chúng sanh trong nước Dung mạo hình sắc Đều đoan chánh tịnh khiết Tất cả đều giống nhau Nếu có sai biệt và tốt xấu thức không thành tựu. Đây là ý nghĩa của nguyện văn này Chúng ta Chưa học hết 48 nguyện ở đây mới là nguyện thứ năm từ trong năm nguyện này Chúng ta có thể lãnh hội Một cách sâu sắc Thị giới cực là Là đúng với sự thật Trong cõi nước chư Phật Tìm không thấy nơi thứ hai Đây là thật quý vị xem cho nguyện thứ nhất quả là từ bi đến cực điểm thế giới cực lạ không có chúng sanh của địa ngục ngạ quỷ nguyện thứ hai nói rằng từ ba ác đạo giảng sanh đến thế giới cực lạ là... vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác Chúng sanh ác đạo Khi lâm mạng chung Một niệm, mười niệm Đều có thể giảng sanh Xem ra chúng ta Có sự nghi ngờ Đời này chúng ta học Phật Suốt mấy mươi năm Nhưng không chắc chắn được giảng sanh Vì sao chúng sanh đọa lạc vào trong đường ác Nghe được một câu A-di-đà Phật là có thể giảng sanh Vấn đề này Chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không biết Trong ác đạo Phạm là người giảng sanh Chắc chắn Trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp Đều là người niệm Phật Thiện căng sâu dày cùng dũng mạnh tinh tấn vì, vì sao vào đoạn đường ác khi lâm mạng chung nhất niệm sai lầm điều này chúng ta có thể lý giải hoặc là tình chấp quá sâu hoặc là tập khí phiền não nhất niệm bất giác xin khởi vô mình do vậy mà bị đọa lạc vào tam đồ nhân đọa lạc tam đồ không ngoài ba chữ tham sân si lúc lâm chung tâm tham khởi lên không buông bỏ được Tâm sân nhuế sinh khởi Có những người có lỗi với quý vị Người hàm oan quý vị ghi hận trong lòng Khi lâm mạng chung nghĩ đến những điều này Hoặc là ngô si Khi lâm mạng chung mê hoặc Điều này cũng rất nhiều Bây giờ gọi là bệnh đảng trí của người già Bệnh đảng trí của người già chính là hôn mê Là ngô si Nguyên nhân này khiến họ bị đọa vào ba đường A à? Bồ Tát Địa Tạng Chư Phật Như Lai Những chúng sanh này có cả Họ có thể không ứng ư Bất luận ở địa ngục ấn A quỷ hay là súc sanh Phật Bồ Tát đều ứng Có cảm liền có ứng Lúc này thấy được Phật Nghe được Phật Pháp Họ nhất niệm giá liền giảng sanh Chính là đạo lý này Công phu tu hành của những người này Tuyệt đối không thua kém chúng ta Nếu không phải, hiện càng sâu dày làm gì có chuyện đơn giản như vậy, cõi người cõi trời gặp được phật pháp còn không dễ giảng sanh. Huống gì là ba đường ác chúng ta có thể lãnh hội lý giải. Từ những điểm này là có thể đoạn nghi sanh tính Cũng có thể sanh khởi tâm cung kính Đối với chúng sanh tạo á Điều này rất quan trọng Không được ghét bỏ họ Biết đầu tương lai họ giảng sanh thành Phật trước chúng ta Thậm chí chúng ta thấy một con sâu, một con kiến Đừng thấy hiện tại chúng là một động vật nhỏ Thấp bé trong đường súc sanh Biết đầu tương lai Dùng thành Phật trước ta Ta còn phải nhờ họ đến độ Đây đều là lời thật lòng Là điều rất có thể xảy ra Chư vị Bồ Tát Tuyệt đối không dám coi thường một chúng sanh Thành Phật càng không ngoại lệ Thành Phật là tâm bình đẳng Trong nguyện này chúng ta thấy được điều này Phật bình đẳng đối với tất cả chúng sanh Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tất cả chúng sanh vốn là Phật Ngài đâu có phân biệt Ai cung kính đối với chúng sanh nhất Thành Phật Khi thành Phật thì Tảnh đức viên mà Trong tự tánh hiển lộ ra Bốn chữ Thành kính kim hòa này Hiển lộ ra một cách duyên mạng đầy đủ Như lai quả địa mới viên mạng đẳng giác vô tá và dịu giác gì còn kém một bậc Đến diệu giác mới cửu cảnh viên mạng Do đó chúng ta có thể nghĩ đến Chúng ta tu học vì sao khó như vậy Vì không bình đẳng Trên đề kinh này nói là Thanh tịnh bình đẳng giác Tâm chúng ta không thanh tịnh Không bình đẳng Cho nên là mê mà không giác Như vậy sẽ rất khó Trong nguyện này nói với chúng ta Chúng sanh ở thế giới cực lạ Chúng sanh này rất nhiều Trên địa cầu này Có hơn 70 ức nhân khẩu Không nhiều Người ở thế giới cực lạc Không thể tính kể được Chỉ có thể dùng Vô lượng vô biên Vô số vô tận để nói Thế giới cực lạc có thể chứa hết được ư ừ. Đây đều là do chúng ta vọng tưởng Thế giới cực lạc là một trường đại học Mỗi ngày người nhập học không biết có bao nhiêu Từ mười phương thế giới giảng sanh đến Những người nào giảng sanh Chúng sanh của cựu Pháp giới từ mười phương thế giới mỗi ngày người giảng sanh không biết bao nhiêu nhưng quý vị phải biết rằng ở đó người tốt nghiệp hàng ngày cũng vô cùng cũng không biết số bao nhiêu tốt nghiệp là quá dị gì, gì là dịu giác gì trở về thường tuyệt quan đẳng giác thì chưa đẳng giác vẫn còn ở thế giới cực lạc Người ở thế giới cực lạc Chúng ta biết Thực tế mà nói Chúng ta nói đều là ai duy diệt trí Bồ Tát Dùng giáo nghĩa hoa nghiêm mà nói Từ sơ trụ Sơ trụ của thập trụ đến đặng gia 41 vị Pháp thân đại sĩ Họ đều ở thế giới cực lạc phàm phu lục đạo chúng ta thậm chí là chúng sanh trong ác đạo giảng sanh đến thế giới cực lạc cho dù là hạ hạ phẩm giảng sanh họ cũng là a duy việt trí bồ tát như vậy chúng ta biết cực lạc và hoa tạng không có gì khác nhau Đây là nói chúng sanh trong nước Chúng sanh ở đó rất đặc thù Dung mạo hình sắc Ở trước nói về 32 tướng Khi chúng tôi nói với quý vị về 32 tướng Nói một cách rất rõ ràng Là Thí Tôn Phương Tiện nói Vì chúng sanh thế giới này của chúng ta mà nói Phương Tiện nói trên thực tế Trong kinh điển Đại Thừa chúng ta đọc được Là báo thân như lai Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp 32 tướng tố 80 vẻ đẹp Là đương thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thị hiện ở Ấn Độ Tùy tuấn tập tục của người dân Ấn Độ Họ cho rằng 32 tướng là tướng tốt Là tùy thuận tập tục của người dân Mà nói Thì giới cực lạc không phải là Ấn Độ cổ Thù thắng hơn Ấn Độ quá nhiều Chúng ta phải biết Trong kinh điển đại thừa nói là chính xác Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp đến thế giới cực là quý vị mới quá nhiên đại ngộ tất cả đều đoan chánh tịnh khiết chúng ta đọc những kinh trang này những câu này rốt cuộc ngày tốt đến mức độ nào chúng ta không thể lãnh hội được vì sao vậy vì ngôn ngữ Không thể hình dung được Tâm tư Cũng không biểu đạt được Vậy là ngôn ngữ đạo đoạn Tâm hành xứ diệt Câu tiếp theo rất quan trọng Đẳng đồng nhất loại Đẳng là bình đẳng Tướng của mỗi người đều giống nhau Phật A-di-đà như thế nào Người giảng sanh đều giống như thế Tuyệt đối giống y như Đức Phật An di Đà. Cho dù quải phạm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh Vì trong nguyện văn không nói Quải phạm thánh đồng cư là ngoại lệ Không nói như thế Sự thù thắng này không tuyệt vời ư? 32 tướng ở trước nói với chúng ta Lý thị giới ta bà mà nói Bồ Tát ở đây thành Phật Tu hành viên mạng tôi đến đẳng giác dị Khi sắp chứng diệu giác dị Đặc biệt dùng thời gian 100 kiếp Để tu tướng hảo Chuyên môn tu phước Ở đây chứ gì Cần phải lãnh hội được điều này Bồ Tát xưa nay chú trọng tu tuệ Nhưng lơ là tu phước Cho nên phải dùng thời gian 100 kiếp Đặc biệt để tu phước Vì sao vậy? Vì nếu không có phước báo Sẽ không thể độ chúng sanh Nhất thọ chúng sanh cần có phước báo lên Chuyển luân thánh dương Nhất thọ chúng sanh cần có phước báo Đại phạm thiên dương cần đến phước báo Vua của thế gian cũng cần phước báo Không có phước báo ai ủng hộ quý vị Quốc dương thế gian Cổ thánh thiên hiền nói với chúng ta Chức, chức trách của họ là ba chữ quân thân sư Đây là chức trách của họ Quân là thuộc về lãnh đạo Quý vị lãnh đạo họ đến đâu Thân, thân là cha mẹ Quý vị phải nuôi dưỡng cha mẹ thật tốt nếu ta không có phước báo làm sao nuôi dưỡng cha mẹ Thứ ba là thầy Nếu quý vị không có đức hạnh Không có trí tuệ Thì quý vị làm sao hướng dẫn họ Cho nên làm đế dương Làm người lãnh đạo quốc gia Phải đầy đủ ba điều kiện này Ba điều kiện thân quân sự Quốc gia này sẽ hướng thịnh nhân dân hạnh phúc ba điều kiện thiếu một đều không được ba điều kiện này giống như cái đỉnh ba chân vậy mới viên mãn mới thành tựu kiểu một chân Sẽ bị nghiêng đổ à. Nếu, Nếu có sai biệt và sự hiệu tốt xấu Sẽ không thành Phật Phật A-di-đà phát nguyện này Bây giờ Ngài đã thành Phật Ở thế giới cực lạc thành Phật đã mười ký Cho thì mỗi nguyện Ngài đều đã thực hiện Bên dưới là chú giải của Hoàng Niệm Tổ Nguyên này nói rõ Người ở thị giới cực lạc Tưởng tốt như nhau Không có sai biệt Cũng có thể có người hỏi Đích thực có người từng hỏi tôi Tướng mạo đều giống nhau Rốt cuộc ai là Phật a Di Đà Tướng mạo nhiều người như thế đều giống nhau hoàn toàn Vậy vị nào là Phật A Di Đà ở thế gian chúng ta Những cặp song sinh đều không dễ nhận ra Nếu người trên thế gian này đều giống nhau Chúng ta làm sao phân biệt được Phàm phu chúng ta sẽ khởi lên ý niệm này Định thế giới Tây Phương cực lạc Quý vị có trí tuệ thần thân Tuyệt đối không nhận nhầm người Ai là Phật a di đà Ai là Bồ Tát Quán Thế Âm Ai là đồng tham đạo hữu của mình Đều rõ ràng phân minh Tuyệt đối không nhận sai Những người ở thế giới cực lạc Phòng ốc không nhất định giống nhau Vì sao vậy? Vì nó biến hóa ra tùy theo sở thích của mỗi người Nó không có đường cũng không có số nhà Quý vị muốn tìm ai cũng tìm không sai Đây là thần thông chân thật Trí tuệ chân thật Đại sư Đàm Loan nói Đây cũng là một vị cao tăng Rất nổi tiếng của tịnh Tông Vì lấy bất đồng Hình tướng cao thấp Đây là nói Thế giới tha phương Như thế giới ta bà của chúng ta vậy Thân thể thì chất thân hình tướng mạo Của người ở thế giới ta bà Không giống nhau Bất đồng Hình tướng cao thật Có người đẹp Có người không đẹp Tức là có cao có thật Hình tướng cao thấp Dễ khởi thị phi Khiến con người vì điều này mà sanh khởi Hỷ nộ ai lạc Sanh phiền não Tướng mạo tốt đẹp thì sanh chiêu ngạo Tướng mạo không đẹp Sinh mà cảm tự đi nặng nề Như vậy là phiền não sanh khởi Đây là khởi thị phi Đã khởi thị phi Luôn hồi mãi trong tam hữu Tam hữu là luân hồi lục đạo Dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu Có điều gì? Có nghiệp nhân Có nhân đương nhiên có quả báo Nên không ra khỏi luân hồi lục đạo Cho nên khởi tâm đại bi khởi nguyện bình đẳng Là vì nhân duyên này đây là Lúc tỳ kheo phát tạng Sư phát tâm Xây dạy Ngài Cũng dẫn Ngài Vì tham dẫn Tất cả mọi nước chư Phật Khắp biến pháp giới hư không giới Để tử Ngài chọn được trong cõi nước của chư Phật Ngài chọn tất cả những điều tốt đẹp Còn những gì không tốt Ngài bỏ hết Cũng chính là nói Trong mười phương thế giới Có chỗ nào không như ý Ở thế giới cực lạc hoàn toàn không có Do đó thế giới cực lạc quả đúng là nơi tập đại thành Sự thành tựu của chư Phật trong mười phương thế giới Ngài là một đấng tập đại thành Sanh khởi nguyện bình đẳng Tức là phát khởi nhân chính của nguyện này Các bờ cổ đức nói với chúng ta Vì sao Phật A Di Đà phát nguyện này Nguyện này quá tuyệt vời Khiến chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạ Không còn có duyên sai biệt Để dẫn dắt tập khí phiền não Trong ai lại gia thức của chúng ta ra Nó không có Tuy trong tập khí phiền não có chủng tử Nhưng ở thế giới cực lạc không có nhân duyên Nhân không có duyên Tuyệt đối không thể khởi hiện hành Thế giới cực lạc là nơi chúng sanh ba đường ác Giảng sanh đến Diễn diễn không đọa vào lại trong ba đường ác Đây là nói rõ ra nguyên nhân này Chúng ta xem chương kinh giang tiếp theo Ngã tác Phật thời Sở hữu chúng sanh Sanh ngã quốc giả Tự tri vô lượng khiếp thời Túc mạng Sở tác thiện ác Đây là nguyện túc mạng thông Giai năng động thị Bốn chữ này là nguyện thiên nhãn thông Triệt tính Đây là nguyện thiên nhĩ thông Đối với năng lực thấy và nghe Bên dưới nói Tri thập phương Khứ lai hiện tại chi sự Bất đắc thị nguyện bất thụ tranh gia gian của chương này không dài Cũng có ba nguyện Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ Bản chương minh Minh là nói rõ Cõi này là thế giới cực lạc Chúng sanh ở thế giới cực lạc cụ, cụ, là đầy đủ Đầy đủ Nguyện thứ sáu túc mạng thông Nguyện thứ bảy thiên nhạc thông Và nguyện thứ tám Thiên nhĩ thông thương là gọi tắt của thần thương. khi nào gọi là thần thân? bên dưới có nói rõ điều này. cùng tìm thần vị không thể đo lường được. gọi là thần thân. cùng tìm ý nghĩa rất gần với thâm nhập mà thông thường chúng ta hay nói cùng tìm còn thâm sâu hơn thâm nhập nhập điều gì nhập thần vị Thân vị này nó vốn đầy đủ Trong tự tánh của tất cả chúng sanh Không phải từ bên ngoài vào Nói cách khác Loại thân vị này Ở mắt gọi là thiên nhãn Ở tai gọi là thiên nhĩ Ở lục căng trong kim lăng nghiêm gọi là phóng quang Ở nơi lục căng phóng quang động địa Dùng câu nói này để hình dung nó Ai chứng được Duyên giáo sư trụ Bồ Tát chứng được hay nói cách khác khôi phục bản năng của tự tánh mỗi người chúng ta đều có hiện tại không thể nói không có mắt chúng ta có thể thấy tai có thể nghe nhưng năng lực quá nhỏ bé cách một tràng dậy mắt không nhìn thấy được âm thanh hơi xa một chút tai cũng không thể nghe thấy được Đức Phật ngoài bản năng của chúng ta mắt chúng ta có thể thấy khắp biến pháp giới hư không giới hiện tại năng lực này không còn mắt chúng ta cũng có năng lực thấy được thế giới trong di Trần Hiện nay các nhà khoa học lượng tử Họ nhờ vào máy móc khoa học Phát hiện lượng tử tồn tại Trước Phật dạy chúng ta không cần dùng máy móc Mắt chúng ta không cần dùng máy móc Cũng có thể thấy được sự hoạt động của lượng tử đây là khi nào trong kinh điển thường nói bá địa bồ tát trở lên bá địa này rốt cuộc là viên giáo hay biệt giáo cách nói của các bờ cổ đức không giống nhau công phu tu học của chúng ta chưa đủ nhưng muốn tập kinh điển đại thừa trong nhiều năm như thế ít nhiều chúng ta cũng có thể lãnh hội được chắc chắn là biệt giáo Bác địa của biệt giáo Chính là đệ bác trụ của viên giáo Sơ trụ Bồ Tát Đã phá được vô minh Vô minh là gì? Là khởi tâm động niệm Cũng tức là nói Sơ trụ Bồ Tát Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trận có thể đạt được Không khởi tâm không động niệm Đây là đã phá vô minh Khởi tâm động niệm còn không có Đương nhiên không có phân biệt chấp trước à. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đều có đây là chúng sanh trong lục đạo Có khởi tâm, động niệm, có phân biệt, không có chấp trước Đây là chúng sanh trong tứ thanh pháp giới Đoạn tận khởi tâm động niệm Là siêu diệt mười pháp giới Đây là nhất chân pháp giới Chúng sanh trong cõi thật bảo trang nghiêm của chư Phật như lai Sanh vào nước ta là thế giới cực lạ Chính là điểm này Họ đã phá được vô minh Nhưng chưa đoạn được tập khí vô thị vô minh Bởi vậy 41 phẩm này Tập khí vô thị vô minh Chia thành 41 phẩm Chúng ta tưởng tượng đến Đệ bác trú này Trong kinh Đức Phật cũng dạy chúng ta Đệ bác trú rất giống Đệ bác địa Rất gần Chúng ta ít nhiều cũng lãng hội được Chúng ta đối với trí tuệ thần thông đạo lực Cho đến phước báo Đều không cần ngưỡng mộ Đều đừng để trong lòng Vì sao vậy Chúng ta và chư Phật như Lai là duyên mà Mọi người chúng ta đều giống nhau Tìm không thấy ai nhiều hơn một chút cũng không tìm thấy ai ít hơn một chút Quý vị thật sự Thấu trị câu nói này Tâm dần dần khôi phục sự bình đẳng Trí tuệ, thần thông, đạo lực chư Phật đều hiện tiền Họ được lợi ích Ngày nay chúng ta vì vô minh tiền nào? Trần sa phiền não Và kiến tư phiền não chứa ngại Không thể nói nó không có Nó cũng lộ ra một chút Nhưng lộ ra quá ít Cách xa niềm hy vọng của chúng ta quá lớn điều này không thể trách người khác hãy tự trách mình vì sao vậy vì mê là chính mình mê không phải người khác bảo ta mê ngộ cũng là bản thân ta ngộ phật bồ tát không cách nào thay chúng ta giác ngộ quả thực là nhân quả của ai thì người đó tự nhận lấy Nhà Phật thường nói Cha con lên núi Mỗi người tự nỗ lực Không ai có thể thay thế được ai Trên đường đảo Bồ Đề Đích thực là như thế Đức Phật A-di-đà Thiết lập cho chúng ta Vô số phương tiện Nhưng không phải ở địa cầu chúng ta Mà ở thế giới cực lạ Ở địa cầu chúng ta có được nhân duyên tố thành lập nên một đảo tràng giống như thời nhà tấn đại sư quậy diễn ở lô sơn là tổ sư đời thứ nhất của tịnh đồ Tông ngài thành lập một niệm phật đường tại lô sơn niệm phật đường đông lâm đây là khởi nguồn của tịnh đồ Cùng niệm Phật tu hành với Ngài có 123 người 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 đều thành tựu Không có ai không thành tựu Định độ tông bắt một từ đây Kinh điển lúc đại sư Huệ diễn còn tại thí đi theo chúng ta phải biết rằng chỉ có một bộ kinh vô lượng thọ lúc đó kinh di đà và kinh quán vô lượng thọ chắc đã truyền đến trung quốc nhưng chưa dịch sang tiếng trung vừa truyền đến trung quốc chưa dịch sang tiếng trung, sang tiếng trung. cho nên ở niệm Phật đường của Ngài lúc đó chỉ căn cứ vào kinh vô lượng thọ Nhưng dùng bản nào thì chúng ta không biết được Vì kinh vô lượng thọ truyền đến Trung Quốc sớm nhất Truyền đến từ thời nhà Hán Kinh thanh tịnh bình đẳng giác của Hán dịch Nhưng bản phiên dịch của Ngài An Thế Cao đã thất truyền Ngài An Thế Cao dịch rất hay Ngài dịch ý giống như Đại sư Cư Ma La Thập vậy Người Trung Quốc rất thích cách phiên dịch của Ngài Đáng tiếc Trong Đại Tạng có một lục Nhưng không tìm thấy sách Cho nên không thể đo lường đây là nói sự biến hóa Quý vị xem thiên nhãn Người thông thường chúng ta không nhìn thấy Nhưng ngài nhìn thấy Cho nên nếu thiên nhãn chúng ta khai mở Nếu thiên nhĩ khai mở Thế giới này sẽ thay đổi nhưng các nhà khoa học nói Quý vị hoàn toàn đột phá các tầng không gian khác nhau Như ở thế giới Tây Phương cực lạ Quý vị thấy được chư Phật Bồ Tát Cũng thấy được Thiên Long Thiện Thần Cũng nhìn thấy là sát tu la Ngã quỷ và địa ngục cũng nhìn thấy Toàn bộ đều ở ngay trước mắt chúng ta Hoàn toàn không có chướng ngại Quý vị thì đạo tràng giảng kinh Đó không phải những người này nghe Chúng sanh mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được Chúng ta hoàn toàn có biết gì về họ Họ đã đột phá không gian và thời gian Không còn chứa ngại Đây là không thể đo lường gọi là thần Sở tá vô ủng Tự tại vô ngại Ủng là chứa ngại Đây là thông số Họ không có chứa ngại Thần thông có sáu loại Trên thực tế chính là sáu căn Vậy là lục thân Thứ nhất là túc mạng thân Túc mạng là biết được Nhiều đời nhiều kiếp quá khứ của mình Sau khi khôi phục năng lực này Quý vị sẽ biết Kim điện thường nói A-la-hán Có thể biết được 500 đời đây là tiểu thần thân tiểu túc mạng thân chúng ta biết a à, la hán chỉ đoạn được một loại trong ba loại phiền não đã buông bỏ kiến tư phiền não họ khôi phục được năng lực này có thể biết được năm trăm đời quá khứ của mình cũng biết được năm trăm đời tương lai đây là phạm vi túc mạng thông của A-la-hán. Thiên nhãn của A-la-hán. Có thể thấy một tiểu thiên thế giới Tiểu thiên thế giới lớn bao nhiêu Quan niệm tổ nói thật ra trước khi ông chưa nói ra chúng ta đều có ngộ nhận chúng ta tưởng rằng một đơn vị thế giới là một hệ thái dương xem nó là đơn vị thế giới ông là người nghiên cứu khoa học ông nói với tôi không thể nói là hệ thái dương vì sao vậy vì trong kinh điển đức phật nói rất rõ ràng trung tâm của đơn vị thế giới là núi tu di mà thái dương thì chạy quanh núi tu di vì thế gọi hệ thái dương là đơn vị thế giới điều này không thể thành lập điều này nói rất có đạo lý thái dương chạy quanh núi tu di mà còn hình dung rất hay Chạy quanh eo núi tu gì Bây giờ các nhà khoa học nói Trên thực tế Thái Dương chạy quanh hệ ngân hà Quả thật là ở giữa hệ ngân hà Hệ ngân hà giống như cái đĩa gì Hệ Thái Dương xoay tròn ở giữa hệ ngân hà Vậy trong kinh Phật nói núi Tu Di Nghĩa là trung tâm của hệ ngân hà Bây giờ chúng ta biết Trung tâm của hệ ngân hà là hạt động Hạt động có sức hút rất lớn Đến ánh sáng cũng không thể tồn tại Ánh sáng đều bị nó hút vào Cho nên Hoàng Niệm Tổ nói rằng Đơn vị thế giới là hệ ngân hà Như vậy thì rất lớn Một tiểu thiên thế giới là một ngàn hệ ngân hà Thiên nhãn của A-la-hán thấy được Một ngàn hệ ngân hà Thấy rất rõ ràng trong kinh có hình dung như thấy a ma la quả trong lòng bàn tay Amala quả để trong lòng bàn tay Quý vị nhìn không phải rất rõ ràng sao? Họ thấy tiểu thiên thế giới tức một ngàn hệ ngân hà Thấy một cách rất rõ ràng Giống như xem đồ vật để trong lòng bàn tay vậy Đây là a la hán Càng lên cao Năng lực của họ càng lớn Những gì Đức Phật thấy được, quả thật là vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Không có gì không nhìn thấy. Khi nào gọi là thành Phật? Buông, bỏ, khởi tâm, động niệm, tức là thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, trên thực tế, viên giáo sư trụ Bồ Tát đã thành Phật. Năng lực của họ không khác gì Chư Phật Như Lai Họ thấy được tất cả Nếu nói không giống nhau Không giống nhau là Quả vị cứu cánh Đều thấy một cách rõ ràng Chưa đến cứu cánh 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều nhìn thấy nhưng mức độ nhìn thấy của mỗi người có sai biệt Vì sao vậy? Vì họ còn tập khí vô minh chưa trừ sạch Có mức độ khác nhau Nhưng đều nhìn thấy Không có người nào nói không nhìn thấy Trước lúc này chúng ta gọi là tứ thánh pháp giới Năng lực nhìn thấy của Thanh Văn và A-la-hán Không bằng duyên giác Duyên giác cao hơn một bậc Quý vị xem Thanh Văn thấy Tiểu Thiên Mắt thấy Tiểu Thiên Bích Chi Phật thấy được Trung Thiên Bồ Tát thấy được Đại Thiên Thị Giới Đại thiên là chỉ tam thiên đại thiên thị giới Mỗi cõi nước Phật Lên cao hơn nữa Không chỉ một đại thiên Thấy được cõi nước của chư Phật như lai Thiên nhãn thông như vậy Các thần thông khác cũng như thị Ví dụ A La Hán có thể biết năm trăm đời quá khứ, biết chi Phật biết được một ngàn đời, Bồ Tát biết được càng xa. Thiên nhãn thông, tha tâm thông, tha tâm thông là người khác khởi tâm động niệm ta đều biết. Chúng ta đọc đoạn này Chưa gì có cảm tưởng gì Có cảm tưởng gì chăng Người ở thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi người thần thân rộng lưng Chúng ta khởi tâm động niệm họ đều biết Không che giấu được Ta khởi một ý niệm rất di tế Bản thân còn chưa biết Nhưng người ở thế giới cực lạc không ai không biết ta có thể khởi ác niệm chăng? Chúng ta có thể che giấu người khác, có thể gạt bản thân, nhưng không gạt được bất kỳ người nào ở thế giới cũng cực lạ. Huống gì ngạn ngữ nói cũng rất có lý, không phải giả. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Đừng tưởng rằng bản thân khởi tâm đồng niệm không ai biết Đừng tưởng rằng mình làm những điều bất thiện không ai hay Đó chẳng qua là ta tự gạt mình gạt người mà thôi Trời đất quý thân đều biết Chứ Phật Bồ Tát càng không cần nói bởi vì chúng ta thấy những điều này cảm thấy sợ hãi khôn cùng tuyệt đối không dám khởi ác niệm thần túc thông và lậu tận thông thần túc là biến hóa Tam quả tiểu thừa đạt được Năng lực này phát hiện từ ban đầu Tiểu thừa sơ quả Xuất hiện hai loại thiên nhãn và thiên nhĩ Nhưng phạm vi không lớn Ví dụ thiên nhãn của họ không có chướng ngại Bức tường không có chướng ngại Chúng ta ngồi trên lầu này nhìn xuống dưới 11 tầng lầu chúng ta xem 10 tầng ở dưới Đều thấy xuyên hoạt của người ở dưới đó Cũng có thể thấy được bên kia bức tường Nhưng năng lực này không lớn lắm Lớn hơn một chút Ví dụ ở Hồng Kông Họ có thể thấy được toàn bộ Hồng Kông Lớn hơn nữa Có thể thấy được mấy mươi dặm Mấy trăm dặm Trước đây Tôi ở Đài Loan Vậy là đoàn niệm Phật liên hữu Do cư sĩ Dương Thiên Dân thành lập Tôi từng ở đó giảng kinh Di-đà sử sau Vị cư sĩ này là tướng quân về hưu Thời kỳ kháng chiến ông là tướng quân Hình như là một vị trung tướng Ông kể cho tôi nghe một câu chuyện la thật không phải giả Thời kỳ kháng chiến họ đóng quân ở Giang Tây trên núi có một đạo sĩ già Một vị đạo trưởng Một hôm đạo trưởng đến nói với ông Kêu họ phải dọn đi nơi khác Nói rằng ở đây ba ngày sau Sẽ có lục lớn Bị chìm trong màn nước Họ không thể tính được điều này Bởi không hề có sự báo hiệu nào nhưng, Nhưng nơi vị đạo trưởng ở cách đó không xa Ông phái người dò xem đạo trưởng có dọn đi hay không Quá thật Đạo trưởng đã dọn đi nơi khác Đã lên đỉnh núi Ông cảm thấy chắc đạo trưởng nói đúng Liền khởi tâm cảnh giác Đến ngày thứ ba quả nhiên nước trên núi phun trào Tất cả đều chìm trong nước Ông rất khâm phục vị đạo sĩ này Đạo sĩ có thần thông Lại có một lần Đạo trưởng đến nói với ông Đạo trưởng thấy Thái Bình Dương Là một nơi rất xa Nơi đó có chiến tranh Họ là những quân nhân Tin tức về chiến tranh Họ đều rất nhanh nhạy Không có Đạo sĩ dĩ và vị trí đó Đại khai cự ly khoảng Mấy ngàn dặm Cũng không hề có dấu hiệu của chiến tranh Hình như qua 3-4 tháng sau Người Nhật Bản đột kích cảng Trân Châu Hoàn toàn đúng với vị trí phương hướng mà vị đạo sĩ đã chỉ Ông ừ, cảm thấy rất kỳ lạ Chiến tranh ở cảng Trân Châu chưa bộc phát Sao có người lại biết trước 3 bộ tháng Đây là thiên nhãn Thiên nhãn của vị đạo sĩ này là tu được Là do tu được Thiên nhãn ở thế giới cực lạc là bản năng không cần tu Chỉ cần đến thế giới cực lạc liền đầy đủ Mà năng lực này đều giống như Phật Chúng ta biết Năng lực này giống với Phật Chắc thuộc phẩm vị Sơ trụ và nhị trụ như vậy cũng rất đáng nể Họ thấy được không khác gì Đức Phật Chỉ là không thấy rõ ràng giống như Phật Nhưng tất cả đều có thể nhìn thấy Chẳng có là không thấy một cách chi tiết Đây là thật, không phải giả Lúc đó chúng tôi vừa mới học Phật Thời gian chưa lâu tôi mới hơn 40 tuổi Vị cư sĩ đó cũng gần 80 tuổi Ông ta kể với chúng tôi những câu chuyện này Đều là tự thân chứng kiến Ông nói đây là thật Không phải giả Đây là thần thông biến hóa Trong Phật giáo Có một bộ sách tên là Thần Tăng Truyện Trên thực tế là trích lục ra từ Cao Tăng Truyện Cao tăng truyện phân lượng rất nhiều Các bậc cao tăng của các thời đại Có thể hiện thần thông như sự tích này Đem nó biên tập vào một nơi thành thần tăng truyện Chúng tôi lúc còn trẻ rất thích xem những câu chuyện này Là người nào tôi không nhớ Trong thần tăng truyện có thể tra được có một vị đại sư Từ Ấn Độ đến Trung Quốc Hoàng Pháp Ông ở Trung Quốc rất lâu Muốn trở về quê Có rất nhiều đệ tử Nghe nói Đại sư Sắp trở về nước Có rất nhiều người Mời Đại sư dùng cơm để tạm biệt Cúng dường cơm nước ở nhà Đại sư đều nhận lời Bởi vậy người cúng dường đều rất quan hỷ Quý vị xem Hai ngày nữa đại sư đã ra đi Ngày mốt ngày đi Nên ngày mai tôi mời ngài đến cúng dường Ngài đến nhà tôi Đều rất quan hỷ Đến ngày thứ ba Có hơn một ngàn người đưa tiền Lúc đưa tiền Đều rất quan hỷ Người đến rất đông Người tiễn đưa đều rất quan hỷ Đại sư rất xem trọng tôi Hôm qua đến nhà tôi dùng cơm Người khác nói làm gì có Hôm qua ngày ở nhà tôi Sao lại ở nhà anh được khi mọi người đều nói là mới bí Cùng một lúc Ngài đến thọ cúng dường Của 500 nhà Phân thân đi Mới biết vị Pháp Sư này Có bản lĩnh Ngài có thể phân thân Phân hưởng 500 thân Cùng một lúc tham dự cúng dường của 500 nhà Như vậy chúng ta biết Quả vị thấp nhất của ông là tam quả A-na-hàm A-na-hàm mới có thần túc thân Mới có thể làm được như thế Đương nhiên A-la-hán càng không cần phải nói Vấn đề này Thầy Lý từng nói với tôi Người xưa có phước bắn Người xưa có nhân duyên đặc biệt với Phật Phật giáo truyền đến Trung Quốc Kinh điển phiên dịch rất hay Thậm chí hơn hãng kinh điển nguyên văn tiếng Phạn Vì sao vậy? Vì những Pháp sư phiên dịch kinh điển Đa phần đều là Phật Bồ Tát tái sanh Địa vị thấp nhất là Thánh nhân tam quả Nghĩa là Anaham Tham dự trong dịch trường Quả vị thấp nhất là thánh nhân tam quả Phước báo này đến đâu để tìm Bởi vì trên thế gian này Kinh điển phiên dịch ra các ngôn ngữ khác Quả thật là không thể sánh bằng dịch sang tiếng Trung Phiên dịch sang tiếng Trung là Xuất phát từ đôi tay của thánh nhân hiện nay chúng ta học phật chúng tôi đề xướng nhất định phải học văn cổ dùng thời gian hai năm học thật tốt Thể văn cổ không còn chướng ngại về văn tự quý vị có thể trực tiếp đọc không cần xem phiên dịch của người khác không có khó khăn gì Thật sự muốn học Phải nắm dựng bốn nền tảng Phải làm được Bốn nền tảng này là giới luật Nhân giới sanh định Nhân định phá tuệ Bốn nền tảng này gọi là giới căn bản Chính là đệ tử quy của Nho Giáo Cảm ứng thiên của Đạo Giáo thập kỷ nghiệp đạo và sa di luật nghi của phật giáo người tại gia đều có thể học sa di luật nghi không hạn chế người xuất gia Hàng tại gia cũng có thể học nắm chắc bốn nền tảng này tiếp tục học thuộc hai trăm bài gian cổ như vậy là không còn chứa ngại về mặt ngôn ngữ Có đức hạnh lại không có chứa ngại về mặt gian tự Quý vị có thể trực tiếp đọc tứ khủ toàn thư Đọc Đại Tạng Kinh nếu thật sự hiểu những quy củ cổ nhân đặt ra Quy củ này rất quan trọng Nếu có thể tin không hoài nghi thì giáo phụng hành chỉ 10 năm Quý vị sẽ có thanh tựu lên Các bậc thánh hiền thường nói 7 năm thành tựu nhỏ Trong học ký có Trong học ký của lễ ký có nói 9 năm thanh tựu lên Thành tựu nhỏ là gì? Phật Pháp gọi là tam muội Ta à, học kinh vô lượng thọ đạt được niệm Phật Tam Muội Học Hoa Nghiêm đạt được Hoa Nghiêm Tam Muội Học Pháp Hoa được Pháp Hoa Tam Muội Đây là thành tựu nhỏ Thành tựu lớn là gì? Thành tựu lớn là khai ngộ Mặc dù chưa triệt ngộ Nhưng có khả năng đại ngộ À, khi định đại ngộ hầu như tất cả các kinh điển ta chỉ cần vừa tiếp xúc liên thông đạt sẽ có năng lực này không hề bị chướng ngại vì sao vậy vì trí tuệ hiện tiền khai ngộ nghĩa là khai trí tuệ bậc thánh hiền truyền bá phương pháp này Phương pháp của các bậc cao tăng tổ sư không gạt người Họ thật sự muốn thành tựu cho quý vị Quý vị không tin thì đành chịu Quý vị muốn đi theo phương pháp của mình Không tin vào cổ nhân Trách nhiệm đó phải tự mình gánh giá Đi theo lời cổ nhân 10 năm Không thể không thành tựu Chúng ta thử nhìn lại xem Các bậc cao tăng đại đức bao đời trong Phật giáo Họ thành tựu thật sự Hoàng Pháp lợi sanh trước tác rất nhiều vào lúc nào? Khoảng năm 30 tuổi Ba bốn mươi tuổi giảng kinh thuyết Pháp Trước tác rất nhiều sách Rất nhiều Điều này lịch sử đã chứng minh cho chúng ta Phương pháp dạy học hiện nay của chúng ta Là học theo người phương Tây Chúng ta quá thiệt thòi bị mắc lừa Người phương Tây nói đến khoa học kỹ thuật Chúng ta xem khoa học kỹ thuật như là dạng năng Bất kỳ điều gì của phương Tây đều là tốt đẹp hơn chúng ta. Chúng ta đánh mất niềm tự hào đối với dân tộc, cho nên ngày nay sống cuộc sống đau khổ như thế. Đầu năm dân quốc, ông Tôn Trung Sơn nói gì tam dân chủ nghĩa, nói rất hay. Trong đó có nói một câu, nhưng không có ai nhắc đến. Ông ừ, Tôn Trung Sơn nói Ở phương Tây Ngoại trừ thiết bị Máy móc hơn chúng ta Khoa học kỹ thuật hơn chúng ta Ngoài điều này ra Không có gì sánh bằng chúng ta cả Ngoài đến triết đi học chính trị Người phương Tây phải học tập chúng ta Chế độ văn quan của nước Anh là học theo chúng ta Ông Tôn Trung Sơn là người hiểu biết Ông không phải là người hồ đồ Nhưng tôi rất ít nghe người ta nhắc đến câu nói này Tôi cảm thấy tam dân chủ nghĩa câu nói này hay nhất Cổ Thánh Thiên Hiền dạy đại chúng xã hội Và Phật Bồ Tát dạy chúng sanh Phương pháp đó quá tuyệt diệu Thời gian ngắn khiến quý vị có thành tựu lớn Khiến quý vị thân suốt tất cả pháp giấy suốt thế gian Như vậy mới có năng lực tự độ và độ thay Người bây giờ không làm được điều này Không làm được cũng có thể dùng một phương pháp bất đắc dĩ Phương pháp này Thầy Lý truyền dạy cho chúng tôi Chí thành cảm thông Chúng ta không thể làm được Chỉ đành cầu cảm ứng Dùng gì để cầu Dùng tâm chân thành Chí thành là chân thành đến tổ cùng Sẽ cảm thông Ngoài phương pháp này ra không còn cách nào khác Chí thành từ đâu mà có Từ tâm thanh tịnh Đến từ nơi thật sự buông bỏ Không buông được tập khí phiền não Không buông được tình chấp Như vậy là không có thành Vậy lấy gì để cảm Buông bỏ dạng duyên Tâm thanh tịnh hiện tiền Có cảm liền thông Lậu tận thông Lậu là ví dụ Ví như kiến tư phiền não Kiến là kiến giải Kiến giải sai lầm Tư là tư tưởng Hay nói cách khác Quý vị thấy sai, nghĩ sai Đây gọi là kiến tư phiền não đức phật quy nạp nó thành năm loại lớn dễ hiểu hơn thứ nhất là hãy sai cho rằng thân thể này là ta đức phật nói như vậy là sai thân thể này không phải là ta thân thể không phải ta thân thể, ta. Thân thể là ta sở hữu không phải ta nếu xem thân thể này là ta Đây là sai lầm đầu tiên Ta thấy sai Thứ hai là biên kiến Biên kiến là đối lập Nhị biên Chân giọng là nhị biên Không già có là nhị biên Lợi và hay là nhị biên thiện ác là nhị biên quý vị xem chúng ta đều sống trong thế giới nhị biên các nhà khoa học phương tây gọi là luận tương đối trong phật pháp không có nhị biên nhị biên là sai như thế nào là đúng nhất thể là đúng khi phật pháp chưa truyền đến trung quốc thời đại lão tử phật pháp chưa truyền vào trung quốc lão tử từng nói trời đất và ta cùng một cội rễ dạng vật và ta là nhất thể đã là cùng cội rễ đã là nhất thể thì làm gì có đối lập bởi vậy tư tưởng đối lập là sai lầm sai lầm thứ ba là thành kiến thành kiến là gì tự cho mình là đúng Thành kiến có hai loại Thứ nhất là thành kiến về nhân Một loại là thành kiến về quả Thành kiến về nhân gọi là giới thủ kiến Thành kiến về quả gọi là kiến thủ kiến Đây là sai lầm Thấy sai Vì sao vậy? Vì trong tâm thanh tịnh không có ý niệm Không khởi tâm không động niệm Lấy đâu có ý niệm Lấy đâu ra thành kiến Phân, Phân biệt chấp trước nghĩa là thành kiến à, a à, là hán biết Chi Phật Không có những thứ này à. Nghĩ sai cũng có năm loại lớn là tham sân si mạng nghi Năm loại lớn này đều là sai lầm Không có à, Nếu có thể buông bỏ Năm loại tư tưởng sai lầm này, tư cũng tư tưởng này, tưởng này Cũng buông bỏ luôn Năm loại sai lầm Trong tư tưởng Vậy là buông bỏ tất cả kiến tư phiền não Liền chứng được quả A-la-ha à, Lậu tận thông liền hiện tiền Giống như một đường huyết quản Ly trà này, ly trà này lành lặng Không bị chảy, không bị hư tổn Chúng ta đựng nước rất tiện Nếu nó bị chảy, chúng ta rót nước vào đều chảy ra Phật ví dụ lâu này như là phiền não Quý vị có kiến tư phiền não Khiến toàn bộ công đức trong tự tánh mình chảy ra hết Ngài lấy ý này làm ví dụ Cho nên Lậu tận Nghĩa là thông suốt Phải đoán tận phiền não Buông bỏ triệt để Năm loại trước hoàn toàn đầy đủ Không những đầy đủ Mà năng lượng của nó còn nâng cao lên rất nhiều bên dưới nói trong lục thông này loại thứ sáu chỉ có bậc thánh đạt được thánh là chỉ a la hán lậu tận thông chỉ có a la hán chứng được năm loại thần thông trước là của hàng phàm phu các loài chúng sanh khác cũng đạt được các loài chúng sanh khác là gì? Là không phải người Xuất sanh có tu hành Chúng cũng có thể đạt được Quỷ thần cũng có thể đạt được Chư thiên trong tam giới Đều có thể nương vào quả báo Mà tự nhiên chiêu cảm được Năm loại thần thông trước Họ không phải do tu được Quỷ thần cũng như vậy Quỷ thần không phải tu được Là nhờ quả báo mà có Họ có tiểu thần thân Nghĩa là có cả năm loại thần thân Tha tâm thân, túc mạng thân Thiên nhĩ thân, thiên nhãn thân Thần túc thân, Đều có nhưng năng lực không lớn Không bằng người Tu hành tiểu thừa Khác với tiểu thừa chứng quả Năng lực của họ rất mạnh, rất lớn Quả bao của trời người đều không thể sánh được với họ Chỉ có lậu tận thông Ngoài A-la-hán ra Các quả vị thất thương đều không đạt được Nhưng không thể được lậu tận thông Đây nghĩa là ngoài A-la-hán ra Họ không thể đạt được lậu tận thông Lậu tận thông này chỉ có bậc thánh chứng được Phải đoạn tận phiền não Mới đạt được lậu tận Phiền não này chúng ta gọi là kiến tư phiền não Chúng ta có kiến giải sai lầm Tư tưởng sai lầm Hoàn toàn Sửa đổi Năng lực này liền được khôi phục Bên dưới nói Bây giờ cần phải chú ý Trong kinh nói Người sanh đến thế giới cực lạc Đầy đủ sáu loại thần thân Đây là hoàng niệm tổ đặc biệt Giới thiệu Đạt được còn xa hơn Trong các kinh luận khác Nói về sở đắc Mà thiền định đạt được Câu nói này là thật Trong tất cả kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì thiền định Thiền định nhất định được thân thân Nhưng Người giảng sanh đến thế giới cực lạc Mặc dù là cõi phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Thần thông họ đạt được Dựa qua các thiền định tu được Không thể sánh với họ Ví như túc mạng thông của Phạm Phu Phạm Phu ở đây là nói ai? Là nói thiên nhân của Cõi vô sắc Đây là cao nhất Họ tu tứ thiền bát định đây gọi là thiền định thế gian Túc mạng thông của họ biết được bao nhiêu đời quá khứ của mình Tá vàng kiếp Quý vị có thể tưởng tượng được chăng? Đây chính là tu thiền định ở trong lục đạo Mức độ này là đạt đến đỉnh điểm Nhưng họ không ra khỏi được Họ mạng tám dạng ký Nghĩa là định công của họ Định tám dạng ký định công của họ sẽ mất đi Sau khi mất định công Phiền não lại khởi diện hành Tùy nghiệp lưu chuyển Tùy theo tạo nghiệp của họ Mà đòa lại Luân hồi trong lục đạo đây không phải là biện pháp cứu cánh Sau tám dạng khí họ đóa vào đâu Đại khái là Tứ thiền Chúng ta gọi tứ thiền là đệ tứ thiền Ba cái trước không tính Đệ tứ thiền Và tứ không thiền Khi thọ mạng đến Đa phần đều đoá vào địa ngục Điều này người xưa thường hay nói Trèo cao thì té nặng Vì sao họ đọa địa ngục Vì họ ngộ nhận Tưởng rằng đệ tứ thiền Và tứ không thiên Là bác Niết Bàn Mà Đức Phật nói Bác Niết Bàn diễn diễn bất sanh bất diệt Chứng được quả vị cứu canh Không ngờ đến lúc đó Phiền não của họ còn khởi hiện hành Do đó họ nghi hoặc Phật Bồ Tát nói là giả Quý vị xem tôi đã chứng được cảnh giới này Vì sao phiền não còn khởi lên Ý niệm này khởi lên Là quỷ bán Phật Quỷ bán Pháp Quỷ bán Tăng Là tội lỗi quỷ bán Tam Bảo Không những bản thân họ quỷ bán Mà còn ảnh hưởng đến người khác Họ không phải thật sự nhập vào bát Niết Bàn Lậu tận thông mới nhập vào bát Niết Bàn Nhập vào bát Niết Bàn họ mới vượt thoát lục đạo Lục đạo không còn Tức vượt thoát lục đạo Còn họ hiện tại chưa vượt thoát lục đạo Cho nên họ có thể biết tám dạng kiếp Ngoài tám dạng kiếp họ không biết Người ở thế giới cực lạc Này nói vô lượng kiếp là sao Người sanh đến thế giới cực lạc là lấy điều này làm ví dụ Túc mạng thông có thể biết được vô lượng kiếp Quả thật là vô sợ bất tri, vô sợ bất năng Vì sao vậy? chúng sanh ở thế giới cực lạc nhờ sức bổ nguyện của phật mà đầy đủ thần thông bất cộng của đại thừa cho nên hơn hẳn tiểu thần thông của phàm phục đây là nói ra năng lực thần thông của họ là nhờ vào nguyện lực của phật a di đà nghĩa là nguyện này giá trị Sức giá trị của nguyện này Pháp môn này là Đại Thừa Đại Thừa trong Đại Thừa Pháp nhất thừa vô cùng thù thắng Cho nên Họ tự nhiên đầy đủ thần thông Bất cộng Khác với Đại Thừa vượt lên trên Đại Thừa bởi vậy cách xa tiểu thần thông của Phạm Phu Phạm Phu là nói trời tứ thiền và trời tứ không đây là năng lực ngũ thông cao nhất trong phàm phu tiểu thừa là nói bao gồm a la hán bao gồm bích chi phật đều không thể sánh được với họ Bên dưới là của người Nhật Chân dài nói Năm loại thần thông trước Của tiểu thừa Chỉ có nương vào bốn căn bản định này mà được Bốn căn bản định nghĩa là Tứ thiền bát định Là nhờ nó mà đạt được Lậu tận thông là Nương vào tứ thiền Chưa đến trung gian Và tam vô sắc Tam vô sắc Vô sắc là chỉ vô sắc định Trên thực tế là tứ vô sắc Trong đoạn văn có sự ngộ nhận chữ ba hoặc chữ bốn Vì nó có tứ thiên bát định Tứ thiền có tứ định Tứ vô sắc thiên Cũng có bốn loại thiền định Nó có bốn địa vị hợp lại là bát định Tức là tứ thiền của sắc giới Và tứ vô sắc định của vô sắc giới Họ nương vào đây Đại thừa Nương vào tất cả thiền định Mà đạt được Định của tiểu thừa là nương vào tứ thiền tứ sung Lên cao hơn nữa gọi là Cửu tứ đệ định Trong kinh là nghiêm nói rất rõ ràng Định công này lên cao hơn nữa là vừa thoát lục đạo Chứng quả A-la-hán à Chứng quả gì này họ không còn ở trong lục đạo Nghĩa là họ đã ra khỏi đó Đến tử thánh Pháp giới Tức là thanh văn duyên giá Bồ Tát Phật Đó là từng bước từng bước đi lên Trí tuệ Thần thân đạo lực Cũng theo đó mà nâng cao Bây giờ trong kinh này nói Khác hơn nhiều với những gì ở đây nói Những gì trong kinh vô lượng thọ nói Khác với đại và tiểu thừa Tất cả thiên nhân Đều lấy nguyện của Phật làm y cứ Không phải nương vào tứ thiền bát định Cũng không phải nương vào các loại thiền định tu tập của đại thừa Đều không phải Hoàn toàn nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà 48 nguyện Các bậc cao tăng tổ sư tịnh độ tông thường nói 48 nguyện độ chúng sanh 48 nguyện của Phật A-di-đà Quả thật là không thể nghĩ bài Tất cả thiên nhân đều lấy nguyện của Phật Làm y cứ Tất cả nhân thiên là cõi Phạm thánh đồng cư Ở thế giới cực lạc Nó không có lục đạo Nó chỉ có hai cõi trời và người Trong hai cõi trời người này Có tam bối cử phẩm Hạ hạ phẩm giáng sanh Cũng không ngoại lệ Cho nên nói Bốn nguyện lực của A-di-đà như lai Đây là y cứ của niệm Phật ta muội Người niệm Phật được ta muội Ta muội là thiền định Cũng nghĩa là thanh tịnh Mà trên đề kinh này nói Tâm thanh tịnh hiện tiền Tâm thanh tịnh hiện tiền Cả sáu loại thần thông đều có Sáu loại thần thông của chúng ta đều chưa hiển lộ được Như vậy bản thân ta nhất định phải biết Ta chưa đạt được tiêu chuẩn này Tâm ta không thanh tịnh Vì sao tâm không thanh tịnh Vì ta chưa buông bỏ kiến tư phiền não Đạo lý là đây à, Niệm Phật đích thực Không cần thật sự buông bỏ kiến tư phiền não vì buông bỏ kiến tư phiền não không có gì khác với công phu tu hành khác. Tịnh tông là đối nghiệp giảng sanh. Nghĩa là mang theo phiền não này mà được niệm Phật ta muội Nhưng có một điều kiện cần phải ghi nhớ mà mọi người đều lơ là. Là ta phải có năng lực trí ngự phiền não cho nên gọi là chế phục phiền não không phải là đoạn phiền não chế phục phiền não là công phu niệm phật đắc lực cho nên phải biết niệm phật cần niệm như thế nào tung môn nói câu này không khác gì với tịnh tùng gọi là không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm Ý niệm khởi lên Bất luận niệm này là thiện hay là ác Đừng quan tâm Ý niệm khởi lên là sai Quý vị xem thiện giả không phải là gì biên ư Bất luận nó là thiện hay ác Ý niệm vừa khởi lên Niệm thứ hai chính là Nam Mô A Di Đà Phật Lập tức thay đổi nó Đây gọi là biết niệm Người không biết niệm Phật Là vừa niệm Phật vừa khởi vọng niệm như vậy là không biết niệm phật thì nói lên điều gì quý vị không khống chế được phật hiệu của quý vị có thể chế ngự được phiền nào đây gọi là công phu thành phiền gọi là được tâm thanh tịnh vì sao vậy vì trong tâm khởi tâm động niệm toàn là a di đà phật ngoài a di đà phật ra đích thực không có một tạp niệm nào đây gọi là công phu thành tiếng gọi là niệm phật tam muội trong cảnh giới này xuất hiện tiểu thần thông à, công phu, phu này càng đắc lực à, khi ta không niệm phật vọng niệm cũng không khởi lên không phải ý niệm không có có ý niệm nhưng nhờ công lực của ta áp chế được nó đây là biết niệm Phật Các bậc đại đức tôn môn khảo nghiệm học sinh thường nói Anh biết chăng tiền độ tôn cũng không ngoại lệ Anh biết niệm chăng Biết niệm mới có lợi ích Không biết niệm không có lợi ích gì Cổ đức nói rất hay Họ nói như vậy là không biết niệm Miệng niệm di đà tâm tán loạn Nghe khô cổ họng chỉ uổng công Niệm suốt cuộc đời cũng không thể thành tựu Đến sau cùng Cũng không tránh khỏi quả báo của ba đường ác Nhưng đời này niệm Phật nếu thật sự tin tấn Trong ba đường ác cũng có thể gặp được Phật Bồ Tát Đến tiếp dẫn Như nguyện ở trước nói chúng sanh trong ba đường ác cũng có thể giảng sành sĩ giới cực lạc Công đức niệm Phật tuyệt đối Không mất đi Điều này quả thật không thể nghĩ bạn Nhưng nhất định phải học tập Phải có sự chắc chắn Và thật sự có bản lĩnh là đời này chúng ta sẽ thanh tựu Đặc biệt là hiện nay quý vị xem thế gian này Trong xã hội thường đồn đại về thiên tai thảm họa Năm 2012 Năm 2012 bây giờ là năm 2010 Sắp đến năm 2011 rồi Ngày càng cận kề Người niệm Phật không sợ Thiên tai xảy ra Người niệm Phật sẽ bình an Sẽ tránh được thiên tai này Cho dù không tránh được Không tránh được thì định thế giới cực lạ càng tốt Đúng là trở về quê nhà Quý vị xem 48 nguyện hay biết bao Thế giới nào có thể sánh bằng Người niệm Phật không hề có chút Uy hiếp sợ hãi nào Tâm bình khí hòa Nắm bắt thời gian Tinh tấn tu hành Một bộ kinh vô lượng thọ Một câu hồng danh Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật Chân thành niệm Chúng ta sẽ thành công Có những người cùng chỉ hướng Mọi người cùng sắc tấn lẫn nhau Lại càng cứng Nếu như không còn Một mình cũng được Cũng có thể thành tựu Có thời gian liền niệm Phật Niệm Phật phải biết niệm Nghĩa là mỗi câu Phật hiệu Đều có thể chế ngự vọng tưởng tạp niệm Đây gọi là biết niệm. Tuyệt đối không được vừa niệm Phật vừa khởi dòng tự Vậy là sai. Bên dưới, trong sự tang nói. Ta minh tự nhiên nương nguyện Phật. Khoảnh khắc chấp tay được thần thân. Khá dễ gì như thiền hữu lậu Làm nơi y cử Thiền hữu lậu là nói tứ thiền bác định Đây là nói người giảng sanh Ta minh Càng tuyệt vời Minh Sao với ở trước nói về thông Càng cao hơn một bậc Thông đến tổ cùng Tức là minh Ta minh nghĩa là lục thông Hoàn toàn thông đạt thấu triệt Không có chướng ngại Khoảnh khắc chấp tay được thần thông Khoảnh khắc chấp tay là lúc giảng sanh một niệm sau cùng là A-di-đà Phật Nhờ Phật tiếp dẫn Sanh định Thị giới cực lạ Tự nhiên Thừa nguyện của Phật Tức là chỉ sự gia trì Của nguyện này Năng lực sáu loại thần thông này Của chúng ta không khác gì Với chư Phật như Lai không hay không khác cho nên thần thông của thiên nhân ở quảy nước này không phải do tu mà được không phải do tu mà họ có không đợi tu mà tự được thành tựu lại không giống với chư thiên nhờ quả báo mà được ngủ thông trong đường ngã quỷ quỷ thần cũng nhờ quả báo mà được ngủ thương, nhưng họ thua xa chư thiên so với chư thiên thần thông của quỷ thần là tiểu thần thông họ không phải do tu thành không cần tu thần thông tự nhiên mà được lại nương vào tu đức của Phật A-di-đà làm nhân Nương vào nguyện lực của Như Lai Mà được bảo đức an lạc tự nhiên Là nhờ sự thù thắng Mà đạt được quả báo này Đây là nói về sự thù thắng của thế giới cực lạ Nó quá thù thắng Tứ tịnh lự Nghĩa là tứ thiện định họ không phải từ đây không từ tứ thiền định mà tu nhân của thần thần quái này là thế giới tây phương cực lạc nhờ vào vận mệnh đạt được quả báo này không phải rất vui ư không cần tu mà được trên thực tế trí tuệ thần thông đạo lực này đều là đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh khi khai ngộ lục tổ huệ năng nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ nghĩa là đầy đủ trí tuệ đầy đủ thần thông đầy đủ đạo lực đầy đủ tướng hảo là trong tự tánh dụng có Phật Ái Di Đà dùng nguyện lực của Ngài Để gia trì chúng ta Chúng ta quá thật chưa đoạn tận tập khí tiền nào Nên năng lực này chưa hiện tiền sở dĩ chúng ta đạt được là nhờ phật a di đà trong cái này chúng ta thấy là nhờ năm kiếp tu hành trong quá khứ của ngài dùng công đức tu hành này giá trị cho chúng ta nên chúng ta mới đạt được vì sao bây giờ không đạt được Đây là nguyên nhân gì? Vì sao đến thế giới cực lạc thì đạt được Còn hiện tại thì không đạt được Sở dĩ bây giờ không đạt được Là do hiện tại tâm ta trôi nổi Tâm không định Đến thế giới cực lạc Ít nhất cũng được tâm thanh tịnh Thực tế thì thanh tịnh bình đẳng giá hoàn toàn hiện tiền Quan cảnh ở đó tốt Tuyệt đối Không có gì khiến ta nhìn không thuận mắt Nghe không lọt tay Không có Vì vậy đến thế giới cực lạc Cảm thấy mọi việc đều như ý không có gì để nói nên tâm tự nhiên định không có vọng niệm nào như vậy ta mới có thể tiếp thu được sự gia trì của phật nếu ở trong thế gian này chúng ta có thể buông bỏ phân biệt chấp trước tôi tin rằng ngay bây giờ chúng ta có thể tiếp thu được Bốn nguyện của phật a di đà giá trị có thể đạt được ngay bây giờ khởi tâm động niệm thì không còn cách nào khác Khởi tâm động niệm Phải cần đến Thế giới cực lạc Mới có thể đoạn tận khởi tâm động niệm Không đến thế giới cực lạc Không thể đoạn được khởi tâm động niệm Chúng ta tĩnh tâm Để tư duy quan sát về những đạo lý này Thì không khó lý giải trong kinh điển Đại Thừa gọi đây là giải ngộ Đây không phải chứng ngộ Giải ngộ có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính Có niềm tin kiên cố đối với tịnh độ Nguyện tâm kiên cố đối với tịnh độ Cũng biết bản thân phải tu tập như thế nào Niệm như thế nào Cho nên quả báo này rất thù thắng Đích thực Không tìm thấy trong Pháp Thế Xuất Thế gian. Bên dưới quan niệm lão nói Thần thông của Phật Bồ Tát và Nhĩ Thừa Có nhiều loại khác nhau À Họ hiện, hiện thần sến thông sến này <laughs> Chân giải Căn cứ Đại Thừa Nghĩa Trường nói Thứ nhất là rộng hẹp khác nhau Như Địa Trì nói Nghĩa là trong Kinh Địa Trì nói Thanh văn thần suốt cảnh giới Hai ngàn quốc độ Duyên giá thông suốt cảnh giới ba ngàn quốc độ Lúc này chúng ta cũng vừa nhắc đến à Bên dưới nói Duyên giá thông suốt cảnh giới ba ngàn quốc độ Thành văn thông suốt cảnh giới Hai ngàn quốc độ Trong kinh này lại lấy Ức na do tha Trăm ngàn quái phận Làm cảnh giới thông suốt Cho thấy sự khác nhau rất lớn Đây là nói thiên nhãn và thiên nhĩ Thứ, Thứ hai, bao nhiêu sự đúng khác nhau Nhất tâm, nhất tác ừ. của nhị thừa Không thể gọi là nhiều Nghĩa là nói Thanh gian và duyên giá phải nhập định Họ mới có thể khởi tác dụng của thần thần Ví như, đúng như đúng. trong Kim địa tạng chúng ta thấy quan một nữ Biết mẹ mình Tạo nhiều ác nghiệp chắc chắn bị đọa địa ngục chưa chắc chắn liên tìm đến a la hán cúng dường a la hán cầu a la hán nhìn xem mẹ mình thắt sanh vào đường nào a la hán nhập định sau khi xuất định nói với cô mẹ ngươi ở trong địa ngục Gặp chuyện khó khăn Họ phải nhập định Không nhập định thì Không biết được Cho nên nhất tâm nhất tác của nhị thừa Nhập định từng lần từng lần Quan sát lần này qua lần khác Không thể gọi là nhiều Chứ Phật Bồ Tát Cùng một lúc có thể hóa hiện Tất cả sắc tướng trong mười phương thế giới Cùng một lúc có thể hiện thân ngủ thú Điều này không giống nhau Chư Phật Bồ Tát có năng lực này Đồng thời Quá hiện khắp mười phương thế giới Như trong phẩm phổ môn nói Đáng dùng thân gì để độ thoát Ngay liền thị hiện thân đó Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Họ đều có thể thể hiện cùng lúc cùng nơi Cùng lúc khác nơi Không có chứa ngại Cùng lúc có thể hiện thân ngụ thú Ngụ thú chính là lục đạo trong lục đạo bất cứ thân gì Họ có thể hiện ra cùng một lúc Họ có năng lực này a la hán không có năng lực này Nhĩ thừa Quá hiện thân lớn Không thể tiếp thu cái nhỏ Quá hiện thân nhỏ Không thể dung nạp cái lớn Đây là nói lớn nhỏ khác nhau nhưng chư Phật Bồ Tát Hiện thân lớn đầy tam thiên thế giới Có thể dùng thân lớn nhập vào trong nhất trần Quá hiện thân nhỏ như di trần Có thể lấy thân nhỏ dung nạp tiếp thu tất cả Dung nạp tiếp thu hư không pháp giới Đây là được đại tự tài Ở đây nói cho chúng ta biết Năng lực của chư Phật Bồ Tát Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Người người đều có Chư Phật Bồ Tát Đối với tất cả sắc vật Lớn có thể tiếp thu nhỏ Nhỏ có thể dung nạp lớn Nhĩ thừa không thể Đoạn Kinh Giang này Mỗi câu đều là lời nói thật Hay nói cách khác Giảng sanh đến thế giới cực lạ Trí tuệ đức năng Của tự tánh Hầu như đều khôi phục viên mạng tuy chưa đoạn tận kiến tư phiền não nhưng được oai thần bổ nguyện của phật a di đà giá trị giá trị đến khi nào giá trị đến khi ta minh tâm hiến tánh giá trị đến khi ta phá được vô thị vô minh đến lúc này phật không giá trị nữa vì sao vậy Vì quý vị hoàn toàn đã hiển lộ rồi không giá trị cũng hiện ra nếu tự tánh không có Phật không giá trị được Tự tán chúng ta có Không phải không có Không có chắc chắn không được giá trị Người học Phật điều đầu tiên là phải tin sâu Không nghi ngờ Trong Kinh Quan Nghiêm Đức Thế Tôn dạy Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ Đức tướng của Như Lai Mỗi người chúng ta đều có Ta phải có, có niềm tin này à, Chúng ta tu hành ở thế gian này Vì tập khí phiền não quả từ quá nặng Muốn đoạn, Just thật think. sự muốn đoạn Nhưng to. họ không đoạn à, được Phần uh, a di đà đã giúp à. điều này Sanh đến thế giới cực lạc so Quý vị đều được hồi phục Quý vị xem một nơi tốt đẹp như vậy Có thể không đi được chăng Có thể không nhanh chóng đến đó ừ Làm gì có đạo lý này Đây là thật không phải giả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không gạt chúng ta Nếu như Ngài gạt chúng ta Nói cho chư vị biết Người xưa rất thông minh Bây giờ người trên thế giới Đã khẳng định Lần đầu tiên tôi đến Mỹ Hình như là năm 1982 Cư sĩ Thẩm Gia Trinh Mời tôi đến New York dạng kim Tối tôi đến nơi Ông mời tôi ăn cơm Ngồi cùng bàn có thêm mấy người Mỹ Họ nói với tôi Trước đây Người Âu Châu rất quay thường Người Trung Quốc Cho rằng người Trung Quốc không có văn hóa Không bằng họ Bây giờ chúng ta đã biết Họ nói toàn thế giới nếu so sánh từng thứ So sánh sự thông minh người xưa đứng hàng đầu bây giờ họ khẳng định người xưa thông minh so, <laughs> so sánh từng người người trung quốc là nhất so, <laughs> so sánh hai người họ nói người do thái đứng đầu họ nói nếu so sánh ba người người nhật bản đứng đầu sau cùng họ hỏi tôi một câu vì sao người trung quốc không đoàn kết lúc đó tôi lập tức trả lời họ do thượng đế sắp đặt vì họ đều là tín đồ đào từ đâu thượng đế sắp đặt họ sửa người sao lại thượng đế sắp đặt tôi nói người trung quốc đoàn kết quý vị còn có cơm ăn ư mọi người cùng cười lớn vấn đề này được quá dài quý vị xem hiện nay người phương tây hiểu biết hơn về người trung quốc rất thông minh nếu trong kinh phật mới là giả các bậc tổ tôn đã đào thải nó từ lâu Sao có thể truyền đến nay Đời này qua đời khác Các bậc tổ tông đều nói Phải có chứng cứ chứng minh Y theo điều này tu hành có chứng được chẳng Chứng được Quý vị xem trong tịnh độ thánh hiền lục Xem giảng sanh truyện Những điều đó đã chứng minh Như vậy có thể giả được ừ. Quý vị xem tham thiền Học thiền Đại triệt đại Mộ Trong ngũ đăng hội nguyên Có 1.700 công án Là thật không phải giả Cảnh đức truyền đăng lục cũng vậy Chúng ta đem thiền Giáo Và tịnh độ hợp lại Tôi tin trong Hai ngàn năm nay Người thật sự y theo Kinh điển Đại Thừa tu hành Chắc chắn có trên mười ngàn người Thật sự thành tựu không chỉ 10 ngàn Nhất định trên 10 ngàn Sao có thể giả được Ngày nay chúng ta đa nghi Là bản thân chúng ta không tin Nghiệp chướng mình quá nặng Hoài nghi không tin lời của tổ tông Lỗi lầm là do chính mình gây ra thì thoại hay chịu tội đều là chính mình nhận lấy Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật Um